xe đâu. Cứ để gạch lại đã. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bạn nha. Hiện tại đang là buổi sáng những ngày đầu tháng 12 năm 2020. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện xong một bộ sản phẩm nội thất phòng khách của gia đình bác Luân Lộc ở tại Yên Lập, Phú Thọ. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể bộ ghế đây. Thì đây bao gồm một bộ ghế tần thủy hoàng tay 12 và một chiếc kệ tivi bằng chất liệu gỗ đỏ, kệ tivi cột nho. Thì trước khi em bán ra cho khách hàng thì em có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm như là gửi tới khách hàng, như các bác tham khảo em mẫu bàn ghế phòng khách này. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm này. Em sẽ đưa máy tổng thể bộ sản phẩm cho các bác có thể hình dung được cái bộ ghế này khi kê vào phòng khách, không gian phòng khách nhà mình thì nó sẽ như thế nào. Hình ảnh bao quát tổng thể nhất cũng như là giới thiệu chi tiết nhất có thể. Đi vào chi tiết hơn thì trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc đoạn dài có kích thước là bề ngang là 2m4 quý vị nhé, bề ngang 2m4 và mẫu ghế là mẫu ghế tần thủy hoàng. Đây 100% là chất liệu gỗ đỏ, ván mặt là liền tấm hết, ván mặt ghế liền tấm, nhưng mà đường nét là hoa văn ở trên là bộ ghế này thì vô cùng là sắc nét. Trường ghế là có đục rơi hay còn gọi là phúc trong tiếng Hán. Còn ở đây thì có hình ảnh hồng trĩ này, hình ảnh hồng trĩ này, hai bên là những cái hoa văn cuộn của Trung Quốc, chữ tàu. Ở đây là hình nghê chầu, một ghế là chạm nghê chầu. Phần ván mặt này một tấm, ván mặt liền một tấm. Đây, và toàn bộ sản phẩm của em đã hoàn thiện BU rất là bóng kỹ rồi các bác nhé. Rồi sờ thì là mát tay luôn, cũng như là các bác có thể nhìn thấy được cái độ bóng của sản phẩm ở trên màn ảnh đây. Bóng là có thể soi gương được các bác nhé, rất là bóng, hàng hoàn thiện rất là kỹ rồi. Tiếp theo thì đây là chiếc bàn này có kích thước là 70 1m4, có ngăn kéo. Ngoài ra thì có hai chiếc đôn, một chiếc đôn kẹp bàn, một chiếc đôn ngồi. Chiếc đôn ngồi kích thước là 40x40. Tiếp theo đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ đây, em thì sẽ quay lướt qua. Hiện tại chiếc xe em chờ sẵn đây chuẩn bị để bàn giao khách thôi. Em lướt qua một vài dòng máy, hai chiếc ghế nhỏ này cũng như là chiếc kệ tivi bên trong này. Chiếc kệ này kích thước là 2m4 này, kệ cột nho và cánh là cánh trơn, chỉ đục trang hà thôi quý vị nhé. Yếm bẹ hoa hồng, bao gồm có 4 cánh và 2 ngăn kéo. Vừa qua thì em đã giới thiệu về chi tiết ở cái bộ nội thất này rồi. Em xin kết thúc video ở đây, chuẩn bị bốc xếp lên xe và bàn giao gia đình khách hàng nhé. Các bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng ở Đồ Gỗ Tùng Tám, cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và mức bộ giấy ghế này thì cũng là hàng phổ thông quý nhé, mức giá khá bình dân thôi. Còn các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp, giá rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Ok, xin chào mọi người.